Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Bây giờ là 6 giờ 10 phút sáng giờ của bên California Tôi là tỳ Kheo Thích Thông Lai gửi lời chào thân thương đến tất cả các đồng bào Phật tử ở Việt Nam và bên Hải ngoại à, Cũng như trong chương trình thường lệ nếu tôi có thời gian rảnh rỗi tôi sẽ check email và trả lời thư tín thì à, hôm nay nó có hai cái mục thư tín một số thư tín hỏi về tình hình chính trị tại hoa kỳ và có một cái lá thư rất là cảm động của một đệ tử của tôi ở bên malaysia cô ta từ lâu tôi không biết là tôi tưởng cô là một cái người à, việt sống ở bên malaysia mà không ngờ sau khi nhận lá thư này thì tôi rất là thương xót tại vì tôi có một số Phật tử ở Malaysia vẫn thỉnh thoảng trong đó có khoảng năm mươi người à, họ cũng có chồng là người Mã Lai và thỉnh thoảng họ vẫn thường à, email cũng như là thỉnh thoảng họ vẫn gửi năm chục 100 à, vào trong cái À, ngân hàng của chùa Tòng Viên một để cúng dường thì trong số này thì có một vị phật tử mà tôi lâu nay tôi không có biết, mà có lẽ tôi biết rồi thì tôi sẽ à, không dám nhận số tiền này nữa đâu, rất là tội nghiệp vì cô kể là cuộc đời cô là một đứa trẻ bất hạnh sống ở miền Tây đất mũi cà mau và cô sinh trong một gia đình nghèo ở cái vùng đất mũi cà mau thì chỗ nào tôi cũng chưa biết nhưng mà gia đình cô gồm có ba má và tám đứa em không sống trong một cái vùng mà mò cua bắt ốc để mà ăn qua ngày tới năm cô 18 tuổi thì mẹ cô bị tai biến và Tăng lễ không có hồn và rốt cuộc rồi đó. Bà dì của cô ở trên Sài Gòn xuống đi tăng lễ và đã đem cô, cho cô một gia đình cô một số tiền để mà mua hồn. Tức là mẹ cô là chị hai và cái bà này là dì ba. Thì khi mà mua hồn xong rồi đó lại là dẫn cô lên Sài Gòn và bán cô cho một cái động điếm ở phố Tây Bùi Diện lấy mấy trăm đô. Khi đó cô lại không biết là cứ tưởng là bà dì này tốt. Và cuộc đời đưa đẩy cô làm gái từ năm 18 tuổi đến nay là cô là bốn mươi mấy tuổi. Và cô làm gái từ cái lúc cô là còn bị bà dì ruột của mình bán vào trong một cái cái chỗ mại dâm và cô đã phải tiếp những khách từ những đại gia cộng sản cho tới những cái tên coi như là khi tới hồi mà cô hết thời rồi đó thì cô đi tiếp khách với những cái người mà xích lô xe kéo, chạy ráp. Rồi lần lượt cô phải chạy qua các động điếm ở bên Campuchia, ở cái khu cầu Sài Gòn cô nói gì đó mà thầy không có biết, cô nói khu đó toàn là người Việt Nam không à trong mấy chục năm mà cô lăn lộn trong cái nghề bán trôn nuôi miệng đó thì cô có cái nhận định là cô nói nhờ tiếng nói của sư phụ vì cô thấy có nhiều cái cuộc đời bất hạnh có những người bất hạnh như cô là bị người thân bán vào trong những cái chỗ mại dâm là do mình bị lừa gạt bởi những người thân của mình rồi có những cô gái học sinh vì thấy những cái cuộc sống của những cái tài tử có những cái người mẫu có nhà lầu xe hơi có những cái cuộc sống sung túc cho nên lại đi vào con đường mãi dâm rồi lần lượt cũng bị đưa vào trong các động điếm ở Singapore, ở Mã Lai ở Campuchia ở bên Hàn Quốc rồi có những cô gái gì mơ có một cuộc sống đổi đời. Lấy chồng Việt Kiều lấy không được thì lấy chồng Hàn, chồng Đài Loan, chồng Singapore. Rồi bị bán vào qua cho Tàu Cộng để làm điếm hoặc là phải lấy một hơi bốn năm người chồng bị coi như bệnh hoạn đó là những cái mảnh đời của những cô gái Việt Nam thành cậu đánh lên tiếng chuông báo động của nói trong mấy chục năm mà làm nghề buôn hương bán phấn thì cổ là nạn nhân của dì ruột cổ và sau khi làm riết rồi thấy những gương mặt non chẹt lần lượt bước vào con đường này cổ xót xa mà không biết làm sao đánh lên tiếng chuông báo động để cho những cái đứa bé còn nhỏ dại 13, 14 tuổi đừng bước vào con đường mà cổ đã đi qua. Thì cổ mượn tiếng nói của sư phụ để chuyển cái lá thư này. Cho nên tôi thấy rằng cần phải lên tiếng báo động vì đây nó có thể cứu giúp cho những cuộc đời của những cô gái Việt Nam sống trong chế độ Cộng sản. Và họ không có cái gì để dương lên hoài cái của trời cho đó là bán trôn nuôi miệng. Quý vị ơi, nhìn thấy cái cảnh đau lòng những cái lá thư này tôi không biết làm sao có nên đọc hay không mà không nên đọc thì không được tại vì cái lá thư này cổ gửi cách đây cũng đã một tháng rồi mà hồi hôm này thì cổ thấy tôi không đọc thì cổ nói có lẽ là sư phụ thấy những đề tế nhị cho nên không đọc nhưng mà không phải tại vì thư quá nhiều mà sư phụ thì quá bận rộn nhận thấy cái lá thư này nó cần được đọc lên như một tiếng chuông báo động cho những cái bậc làm cha làm mẹ thì cổ phân loại trong này là có nhiều thành phần lắm thành phần như cổ là bị nạn nhân những cô gái miền quê ở những cái vùng mà đồng bằng nam bộ ngây thơ muốn đổi đời hoặc là bị gia đình mình lừa gạt bán vào trong những cái động điếm rồi có những cái đứa thì học sinh vì thấy những cái hình ảnh những người mẫu, những hoa hậu rồi muốn mình đục đổi đời thành ra không biết làm sao thành lại là dạy dột đi vào con đường bán bán trôn nuôi miệng rồi có những người thì bị cuộc đời quá nghèo khổ muốn lấy chồng việt kiều mà lấy không được cho nên lại đi lấy chồng hàn quốc chồng đài loan chồng mã lai rồi rốt cuộc bị lừa vào trong các ổ điếm cho nên cổ thấy lần lượt những gương mặt non trẻ bị lừa vào các động điếm ở bên campuchia ở bên mã lai rồi sau này thân tàn ma dại bị bệnh sida bị bệnh ung thư tử cung hoặc là bị bệnh giang mai như cổ đây cổ nói mấy chục lần phá thai bây giờ lấy được một người chồng mã lai hiền lành muốn sanh một đứa con cũng không để được và cái niềm ao ước của cổ là ước chi nếu mà có kiếp sau cổ xin được sanh trở lại việt nam sanh trở lại ở cái vùng quê ở đồng bằng nam bộ ở đất mũi cà mau để rồi được sống những ngày quay quần bên những bước cơm chiều ăn cơm canh rau với những cái con ba khía tối ngủ chung một cái mùng vì mũi cà mau mà quý vị của nói vợ chồng con cái ba má chín mừng người chui vô một cái mùng ngủ mặc dù cái mùng nó rất ten ben, vì không có điện cho nên ăn cơm xong 7 giờ là gia đình chui vô ngủ. Sáng thì đua nhau đi một cua bắt ốc. Rồi cổ có những mối tình trai gái rất là chân thật. Cậu ước gì mình được sống lại những giây phút đó để mình lấy một người chồng do mình thương. Mặc dầu chồng của mình không đẹp trai nhưng mà thương mình với cả trái tim. Được sống gần ba gần má nhưng mà những thời gian đã không còn nữa cho nên cậu đánh lên chuông báo động là đừng có chạy theo những cái ảo tưởng, chạy theo những cái vật chất để rồi cuối cùng cậu muốn tìm lại một chút hương vị ngày nào của thở còn nghèo khổ mà không được. Tôi mời quý vị nghe cái lá thư này đầu tiên. Vì lá thư này tôi cảm thấy nó có lợi và giúp được rất nhiều những cô gái sẽ không xa vào con đường bản thân nuôi miền Malaysia ngày 10 tháng 10 năm 2023 con là một đệ tử thầm lặng của sư phụ lâu nay vẫn thường liên lạc sư phụ qua những lá thư thăm hỏi sư phụ khỏe không sư phụ hãy tiếp tục giữ gìn sức khỏe để cho an ủi những mảnh đời đau khổ những người Việt Nam. Sư phụ đừng tưởng con là Việt Kiều Mã Lai là sung sướng. Sư phụ ơi, bữa nay con không có gì giấu sư phụ nữa. Vì con có trách nhiệm, có bổn phận. Con đặt đọc kinh địa tạng. Hàng đêm có cái đoạn là mình là một cái người đã từng bước vào con đường khổ đau này thì thấy ai đi vào phải lên tiếng đừng để cho họ đi vào con đường đó có phải không sư phụ con thường đọc kinh địa tạng để cầu siêu cho mẹ cầu nguyện cho cha không lẽ thấy những mảnh đời của các cô gái non dại bước vào con đường của con đã đi mà không lên tiếng thì cho dù con có tụng một ngàn quyển kinh địa tạng, con cũng không có công đức. Thưa sư phụ, con là một cô gái Việt Nam, sinh ra đời tại miền Tây Nam Bộ. Ba má con làm nghề nông dân, chân lắm tay bùng. Từ 7 tuổi đến 17 tuổi, con có một tuổi thơ hồn nhiên trong trắng. Quê ba mẹ con là một làng quê hiền hòa ở đất mũi Cà Mau. Khoảng thời gian đó nhà con chưa hề có ánh sáng của đèn điện. Cho nên sau những ngày cài sâu cút bẩm, ở ngoài đồng, gia đình con quay quần bên ngọn đèn dầu le lói, ăn cơm chiều với nồi canh bù ngót và một dĩa mắm ba khía. Giờ này sống ở Singapore, ở Malaysia, con muốn nếm lại được những phút giây này nhưng mà đó chỉ là trong mơ. Gia đình con nghèo lắm thầy. Con lại là chỉ cả trong một gia đình nghèo có 8 đứa em. Đến năm 18 tuổi, con chưa bao giờ mặc được một bộ đồ lành lặn. Chưa bao giờ biết đến son phấn tô điểm nhan sắc là gì. Nhà con quá nghèo cho nên không điện, không phone, không xe đạp nói gì đến xe máy khoảng bảy giờ tối sau buổi cơm chiều là cả nhà đều chui vào một cái mùng thật to với nhiều vết giá ba mẹ con và tám đứa con đều ngủ chung một cái giường con vô phước là chị hai ba mẹ lại nghèo cho nên không được cấp sách đến trường con chỉ học hết lớp năm là ba má con không đủ khả năng để cho con đi học tiếp. Lúc con nghỉ học là năm con 12 tuổi. Mỗi buổi sáng lúc tiếng gà, các tiếng gái đầu tiên là con phải thức dậy do gạo, nấu cháo cho cả nhà ăn sáng. Rồi đi theo ba mẹ con ra đồng, mò cua, bắt ốc. Con 12 tuổi, thằng em út con 5 tuổi, cũng phải đi theo con để mà con giữ gìn cho ba má làm ruộng. Ngày nào may mắn kiếm được hai ba chục ngàn phụ ba má mua gạo nuôi em. Còn ngày nào không may mắn thì kiếm vài con cua, con ốc về kho cho cả nhà ăn khỏi tốn tiền đi chợ. Thời gian cứ thế trôi qua, từ năm 12 tuổi đến năm 18 tuổi, một tai nạn xảy ra cho gia đình con khi mẹ con bị tai biến mạch máu não vì ba con sống ở Sài Gòn về thăm má con khi má con bị liệt hết nửa người sau khi về thăm má con vì ba nói với ba con chỉ hai bị bệnh nằm một chỗ bây giờ chỉ có mình anh làm sao nuôi nổi cái nhà đến 10 cái miệng ăn nếu anh hai đồng ý cho con lộm, mở quạt là tên của con. Đóng quạt. Theo tôi lên Sài Gòn bán quán cà phê, mỗi tháng tôi bảo đảm với anh, nó có thể gửi về cho anh vài triệu nuôi đám em của nó. Ba tôi ngập ngừng nói, con lộm là con nhờ con cậy của anh. Nếu cho nó đi lên Sài Gòn thì lấy ai lo cho má nó và đám em của nó còn nhỏ dài. Thôi đi, anh chị bằng tính lại xem có cách nào tốt hơn không, chứ thật tình vợ chồng anh không nở xa đứa con gái ruột của mình. Sau đó dì ba thăm má con được ba ngày rồi cũng phải từ giả để về Sài Gòn lo cuộc sống của dì. Nhưng cuộc đời đen tối của gia đình con không ngừng lại ở chỗ đó. Sáu tháng sau thì mẹ con qua đời, không có tiền mua hồn. Ba con phải đi dai mượn bà con làng xóm, mua được một cái hồn về rẻ về chôn cất cho mẹ con và dì ba lại về giữ tăng lễ của mẹ và con và không còn con không còn sự lựa chọn nào khác ba con đành giao con lại cho dì ba lên sài gòn dì ba hứa sẽ kiếm một việc làm tiếp viên bán cà phê để có tiền trả nợ cho bà con lối xóm ngài chia tay ba con và đàn em khờ dại con khóc hết nước mắt theo gì bước lên chiếc xe hơi sang trọng mà lòng con tan nát. Phần thương cha già, phần nhớ mẹ, phần thương đám em còn nhỏ dại. Trên đường đi, con không muốn khóc mà sao nước mắt cứ tuôn rơi. Lên đến Sài Gòn trong từng lễ đầu vì con không cho con đi làm ngay. Mà nói với dưỡng ba con, con lợm này tay chân còn dính phèn. Không thể đưa nó ra đi làm ngay mà vợ chồng mình phải thay da đổi thịt cho nó trước đã. Vì ba bắt đầu đưa con đi uống tóc, mai quần áo, rồi dạy con cách phấn son trang điểm. Trải qua thời gian khoảng một tháng, con nhìn vào trong gương, con lấy làm lạ nét ngây thơ ngày nào của một cô gái quê. Mò cua bắt ốc không còn nữa, vì ở nhà không phải ra đồng mò cua bắt ốc. Nhà dì dưỡng lại có mấy lạnh. Cho nên con trắng da dài tóc. Đến nỗi dưỡng ba con phải buộc miệng. Không ngờ bà lột xác cho con lộn. Đâu có ai biết nó là gái nhà quê đâu. Dì ba lồm dưỡng ba một cái rồi nói. Nó sức thân là gái quê mới có giá. Hơn gái Sài Gòn cả trăm lần. Rồi cái gì đến phải đến. Dì ba đưa con đến làm việc. Tại một quán cà phê ca nhạc sang trọng ở đường Phạm Ngũ Lão thuộc quận 1 Hồ Chí Minh. Lúc đó con hoàn toàn không biết phố Tây Bùi Diện là gì. Sau này mới biết đó là nơi biến các cô gái quê lành hiền lành trở thành các cô gái giang hồ. Con được dì con đưa vào tạm nghỉ trong một căn phòng phía sau quán và dì dưỡng bàn chuyện hợp đồng làm ăn với chủ quán rất lâu, khoảng 2-3 giờ gì đó. Vì dì con ký một cái hợp đồng với chủ quán hai cho con sau đó toàn bộ giấy tờ tùy thân của con được người chủ lấy và ghi cái gì đó toàn là tiếng Anh. Trong bản hợp đồng làm ăn, dì nói con yên chí đi, cứ ký tên vào hợp đồng, có gì dưỡng bảo đảm. Tiền lương của con mỗi tháng là 5 triệu, thưa thầy, năm 2000 mà 5 triệu là một gia tài của con thời bấy giờ. Vì từ nhỏ tới lớn dưới quê, con chưa bao giờ cầm được trong tay, tờ giấy 100 ngàn, huống chi là bạc triệu. Khi nghe dì dưỡng nói lương một tháng 5 triệu, con ngây thơ hỏi lại, con chỉ biết rửa chén, chùi nhà thôi, nói trước đừng giao những chuyện gì khác sợ con làm không được. Ông chủ quán là một người đàn ông còn khá trẻ, cỡ khoảng 40 năm gì đó. Ông ta nói chuyện rất ngọt ngào. Em đừng lo, việc rửa chén chùi nhà có người làm rồi, Đẹp gái như em chỉ bưng bia, bưng cà phê mời chào khách là được rồi. Ông hỏi dì Dưỡng con chừng nào cho cháu, ông bà đến làm. Dì Dưỡng nói ngày nào thì ông chủ quyết định. Ông ta nói thôi chỗ quen biết, tôi cho nó dọn vào đây ở luôn, không tính tiền nhà, ăn ở tôi bao luôn. Nhưng tôi phải có người tranh nên cho nó vài ngày, cho rành rồi mới giao việc cho nó được. Hơn nữa ăn mặc nhà quê kiểu này làm sao tiếp khách được. Sau đó dì Dượng chào ra về và ông chủ gọi một cô quản lý lại nói dẫn tôi đi làm tóc, làm móng tay và dẫn tôi đi mua một số quần áo cho họp thời trang. Cô quản lý dẫn tôi đi thẩm mỹ viện từ sáng đến chiều thì đưa tôi về. Những bộ quần áo của dì ba mua cho tôi đối với tôi thời đó rất là sang trọng bị họ ném vào sọt rác. Họ đưa những bộ quần áo tôi không thể nào dám mặc vì nó hở bụng, hở lưng, hở ngực, dân dân. Và ngày đầu tiên tôi được mặc đầm, mang dài cao gót, được trang điểm sang trọng như một cô dâu sắp về nhà chồng. Chiều hôm đó, ông chủ đưa tôi vào một căn phòng làm việc với ông rất sang trọng. Có rất nhiều màn ảnh tivi và tôi ngây thơ hỏi ở đây đâu có khách nào uống cà phê đâu mà ông chủ đưa tôi vào đây. Ông chủ mỉm cười nói trước khi làm việc anh phải cho em xem những video dạy cách phục vụ khách hàng. Và ông lấy ra một cái dĩa gì đó, bỏ vào một cái máy. Tôi vừa xem thấy thì đỏ mặt tía tay. Nhắm mắt không dám nhìn. Nhưng vừa ngay khi đó thì bà chủ bước vào bà nói. Để tôi training cho con bé này. Để ông dạy nó một hồi rồi nổi máu dê lên là hư bột hư đường. Và bà ra lệnh cho ông chủ bước ra khỏi phòng. Và bà hỏi, Cô hỏi thật em, em có còn con gái không? Tôi hơi bị chạm tự ái, lớn giọng tại sao bà lại hỏi cái câu này? Bà có phải là mẹ chồng tôi đâu mà hỏi kỳ vậy? Bà chủ mỉm cười rồi nói nhìn, cái bộ dạng của em là bà biết hàng còn nguyên rồi. Nhưng cho chắc ăn để ngày mai chị dẫn em đi khám phụ khoa, lấy giấy chứng nhận thì cuộc đời em sẽ lên hương nhiều lắm. Tôi ngây thơ hỏi, em đâu có bệnh gì đâu mà phải đi khám phụ khoa, Bà chủ mỉm cười nói, chỉ còn một cơ sở làm ăn tại Malaysia, cho nên chỗ này muốn vào làm, điều kiện phải còn con gái trong trắng 100%. À, trong tháng tới, chỉ làm hộ chiếu đưa em sang đó và bà không có dạy tôi thêm cái gì nữa. Bà mất bớt đưa cho tôi một cái điện thoại Samsung và dạy tôi cách gọi. Và bà nói, chị đã bỏ số điện thoại của chị rồi, em chỉ cần bấm số này là liên lạc được với chị. Và nhớ ban đêm ban hôm phá trái cửa phòng lại, chỉ mở cửa khi nghe tiếng của chị mà thôi. Và kể cả ông xã của chị kêu cũng không được mở. Lúc đó con nói em làm sao dám cãi lời ông chủ. Bà nói, bà chủ nói, bà chỉ, bà chủ có lệnh. Và nếu không tin em sẽ gọi cho bà chủ. Em cứ nói như vậy là ông gài số da liền. Em nhớ phải bảo vệ cái ngàn vàng của em không được giao cho ai hết. Cuộc đời của em lên dôi xuống chó là cũng do cái đó. Đêm đó vì lạ chỗ vừa lo lắng. Từ một cô gái quê chân lắm tay bùng trở thành một người đẹp Sài Gòn qua lệ mà cảm thấy yên lòng vì mình được một bà chủ là không hại mình, phiên mình nên giữ gìn cái ngàn vàng của con gái, làm cho con vui buồn lẫn lộn con vui là gặp được bà chủ quá tốt bụng bảo vệ cái ngàn vàng của mình còn buồn là nhớ cha nhớ mẹ nhớ các em phải chi một ngày nào đó làm có tiền sẽ muốn nhà tại sài gòn đem cả gia đình dưới quê lên đây cho biết cái văn minh cái đẹp của thành phố sài gòn ngày hôm sau bà chủ dẫn đi khám phụ khoa sau khi nhìn giấy kết quả mắt bà sáng lên Bà dỗ gia vui vẻ nói cuộc đời em sẽ lên hương rồi đó. Nếu gặp đúng đối tượng em có khi còn giàu hơn chị nữa. Tối đó bà chủ ở lại ngủ đêm để bà dạy dẻo thêm. Bà nói em có muốn lấy chồng hàng, chồng đài hay chồng tây chị sẽ làm mai mối cho. Con ngây thơ nói em chỉ muốn lấy chồng Việt Nam mà thôi. Mắt bà sáng lên vậy thì tốt lắm để ngày mai chị sẽ làm mai cho em một đại gia Việt Nam. Ông ta là một cán bộ hải quan cao cấp, tuổi hàng, tuổi đài làm sao bằng ông ta được. Nếu ông biết em là con gái quê thì sẽ ưu ái em nhiều lắm. Ngay sáng hôm sau đó, vừa ngủ dậy chưa kịp rửa mặt súc miệng, bà đã gọi dậy mau trang điểm để chị giới thiệu đại gia cán bộ cho em. Con ngây thơ hỏi, còn việc bán cà phê cho khách chừng nào bắt đầu? bà chủ lớn tiếng đồ ngu làm vợ bé đại gia cán bộ là có tiền tỷ có xe lết xịt có nhà cao cấp rồi còn bán cà phê ôm và làm gì nữa vừa trang điểm xong thì một người đàn ông con đón là cỡ tuổi ba con nhưng trắng trẻo mập mạp và ăn mặc rất sang trọng được bà chủ đưa lên gặp con và giới thiệu đây là gái quê miền tây nam bộ còn nguyên si có giấy bác sĩ chứng nhận vừa nói bà vừa móc giấy khám bệnh ngày hôm qua của con cho ông cán bộ hải quan cao cấp gì đó ông ta xem xong nói anh có gia đình có ba đứa con gái cần tìm một người vợ lẽ sinh cho anh một đứa con trai nói giỏi thông đường nếu em đồng ý thì anh sẽ mua cho em một căn nhà cao cấp ở bên thủ thiêm cho em một chiếc xe ô đi và có tài xế lái cho em đi đâu thì em em ra giá bao nhiêu cho anh biết bà chủ nghe đến đó liền chặn lại không cho con trả lời giá cả để rồi tôi sẽ hỏi nó rồi cho ông biết sao tôi chỉ muốn biết là ông đã vừa ý chưa ông nói tôi là cán bộ hải quan tân sơn nhất có mấy chục năm kinh nghiệm nhìn là biết hàng rinh rồi không cần giới thiệu và ông rút ngay trong túi quần một sắp tiền gì đó mà sau này con mới biết là tiền đô đưa cho bà chủ và nói đây là tiền thưởng cho bà. Bà chủ ra dấu không chịu nhận hàng xịn, mà chỉ trả rẻ như vậy. Và sau bà mới ra khỏi phòng, rồi bà lại đưa một gã đàn ông khác tuổi độ 40, ăn mặc sang trọng. Bà giới thiệu đây là cháu gái tôi tên Linda, con Nguyên Si. Còn Nguyên Si, xin chào. À một lại một vị đại gia hầu qua phong nhã tôi ngây thơ cãi lại thưa bà con tên là lộn nguyễn thị lộn chứ không phải tên là linda chắc bà nhớ lộn rồi nghe con nói vậy gã đại gia bật cười sảng khoái thôi khỏi cần bà giới thiệu tôi đã biết hàng thiệt rồi và ông đại gia này vô đề thẳng mỗi tuần em làm vợ anh năm ngày còn thứ sáu thứ bảy anh phải về với vợ anh anh ra giá bao nhiêu à, anh ra giá bao nhiêu và thầy biết không trong một tháng dài con như là một món hàng mặc tình cho bà chủ rau bán cuối cùng rồi con được bán cho một đại gia làm ở tối cao pháp diện không biết bà chủ nhận được bao nhiêu nhưng con không chịu và cuối cùng bị bà bỏ thuốc mê và kích dục khiến con trao cái ngàn vàng cho một tên đại gia cán bộ tối cao pháp diện với giá là 500 đô la. Mở hoạch, con nghĩ là không phải 500 đâu, nhưng mà phần đến tay con chỉ có 500. Bà còn bà chủ thì ăn tiền bao nhiêu, con không được biết. Sau cái ngày đó, con đem tiền về quê, sửa sang lại nhà cửa cho các em đi học. Và theo thời gian, giá trị của con, người của con cũng xuống dần theo những nét nhăn trên mặt. Được một năm thì con phải đi ra ngồi quán rót bia. À, rót rượu cho đủ loại đàn ông chỉ cần có vài trăm ngàn là có thể rèo mó dày dò thân xác của con và tới một hôm con không còn thể xuống cấp đến nỗi không thể còn làm việc ở sài gòn thì con lại phải được bà chủ đưa qua một cái đường dây ở campuchia tại campuchia này thời gian con làm gái thầy biết không nó có một cái cầu sài gòn ở đó hai giải Hai giải quán toàn là người Việt Từ 7 giờ tối Là toàn bộ những cô gái Mặt non chẹt Trang son điểm phấn Nói toàn tiếng Việt Nam Thời gian đó thầy biết không Campuchia chưa phát triển Mà rất nhiều khách Từ ở bên Mỹ, bên Tây Bên Úc, bên, Úc, bên Âu Châu về Họ du lịch Campuchia làm gì có Sau cuộc chiến Với Pol Pot 10 năm Bị Việt Nam chiếm đóng Campuchia chả có gì trong thời gian đó thầy à, vậy mà nộp nộp lết tay khách Mỹ về đó. Sau đó con mới biết thật ra thì họ chỉ về đó để mà họ ấu dâm với những đứa gái Việt Nam 13, 14 tuổi. Cho nên con đau lầm đó, con thì không thể nào họ dồn thấy được vì con là hàng quá đát. Con chỉ tiếp những thằng Campuchia coi như là chân lắm tay bụng, nhục nhã lắm thầy ơi. Một thời gian không làm ăn được ở Campuchia nữa, con không thể nào cạnh tranh được với những cô gái còn tuổi 13, 14. Rồi rốt cuộc con trở về phố Tây Bùi Viện, chả có thằng nào thèm dồn đến con. Bây giờ con đã 41 tuổi. Hành nghề bãi dâm từ lúc 18 tuổi, nếu ban ngày không có ánh đèn màu của phòng trà che giấu, thì con như một bà già 50 tuổi con đã trải qua mười mấy lần phá thai, những thằng đại gia đi qua đời con thằng nào cũng nói là ao ước có một đứa con với con, nhưng khi nghe tin con có bầu thì áp lực bắt con phải đi nạo thai, phá thai. Cho nên cái giá giờ này cho dù con lấy chồng đàng hoàng nhưng không thể sanh cho chồng con một đứa con nói giỏi thông đường. À con quên kể chồng con là người Tàu, Malaysia. Anh du lịch đến khu phố Bùi Diện gặp con, anh yêu con không phải vì con đẹp, vì khi anh gặp con là con là gái hết thời. Vì con là người đàn bà có nét giống vợ anh. Vợ anh người Việt Nam, vượt biên sang Bi Đông, lúc đó chồng con làm việc cho cao quỷ thị nạn Liên Hiệp Quốc tại đảo Bi Đông. Và anh kết duyên cùng một cô gái thiền nhân Việt Nam, có được một đứa con trai. Và sau đó vợ anh ta chết vì bệnh ung thư. Ông ta gặp con và nói con có nét rất giống vợ ông, và ông xin cưới con làm vợ hiện tại con đang sống hạnh phúc với người chồng ma lai này sở dĩ con viết lá thư này dài dòng đủ thứ là con muốn mượn tiếng nói của thầy để gửi đến các cô gái quê trẻ người non dạ như con hoặc là các cô gái học sinh ở khắp miền đất nước việt nam thân yêu đừng vì vật chất mà trở thành món đồ chơi của các loại đàn ông đừng nghe lời đường mật mà phải làm nghề bán trôn nuôi miệng. Chỉ có 23 năm làm gái văn hồ, từ cô gái hạng sang qua đêm với các đại gia giá 500, đến lúc xề chế chiều qua tay những gã đàn ông hạ cấp với giá vài trăm ngàn một lần đi khách. Chị thấy các cô gái giang hồ đều nằm trong các hoàn cảnh sau đây. Một, cha mẹ nghèo muốn hy sinh để lo cho cha mẹ hai Đua đòi cuộc sống xa hoa cho nên rơi vào cạm bẫy làm gái văn hồ. 3. Bị thất tình thất chí, muốn trả thù đời. 4. Muốn lấy chồng Diệt Kiều để thay đổi vận mệnh nghèo khổ các em ơi. Nếu các em nghe được lá thư này của chị qua tiếng nói của thầy Thông Lai truyền lại thì các em có biết chị có một ước mơ nếu có kiếp sau mà sinh làm nhà nghèo một lần nữa thì chị vẫn muốn lấy một người chồng nghèo ở quê mình. Nhưng đó là một cuộc hôn nhân kết quả của một tình yêu chân thành. Nói tới đây, con nhớ lại, con cũng có một tình yêu trai gái năm 17 tuổi. Người yêu của con là một thanh niên chăn trâu ở vùng đất mũi Cà Mau. Anh cũng không dám, chưa từng dám tới nắm tay con, nói chi là những chuyện khác và món quà của anh cho con là những trái ổi, những trái me, những con cua, những con cá. Nhưng mà nó độn đầy tình thương yêu chân thật của một thời trai gái. Thôi con không nói chuyện lãng nhãn nữa. Giờ này con mơ có một tình yêu chân thành dù ăn cơm với rau dưới cá, chân lắm tay bùn. Không có sông phấn trang điểm nhưng không phải làm trò chơi cho bọn đàn ông miệng luôn nói lời giả dối. Còn nhiều cô gái bất hạnh hơn chị, cái giá để trả quá đắt là bệnh si đa, bệnh ung thư tử cung, bệnh giang mai. Và ao ước như chị có một đứa con, một người chồng yêu thương mình một cách chân thật. Nhớ nhá các em thà ăn gạo chợ, uống nước sông mà mình giữ được phẩm giá của một người vợ, người mẹ Việt Nam cao quý. Chị thương các em nhiều, một cô gái giang hồ giờ đã Hoàng Lương, ước gì việc được sống lại những chuỗi ngày mò cua bắt ốc nhưng được ăn cơm sum họp cùng cha, cùng mẹ, cùng các em. Và con muốn gửi đến thông điệp này để thầy nói các bà mẹ ơi. Bà ba má con thì rất thương con, mà con không bao giờ bán con vào các cái chỗ mà làm gái giang hồ. Nhưng mà có những bậc cha mẹ, con hỏi lại là có những đứa cô gái 12, 13 tuổi mà người đưa vào động đỉ chính là cha mẹ của mình. Hãy lấy lại nương tâm đừng có làm những chuyện đó. Trước năm 75 không bao giờ có chuyện cha mẹ đưa con đi làm đĩ, làm điếm. Mà tại sao bây giờ lại có những bậc cha mẹ vì đồng tiền mà đi bán con mình vào những cái nơi để đời trà đạp. Nhưng đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Người Việt Nam bây giờ sống với chế độ cộng sản, đạo đức suy si đồi. Các em hãy tin lời chị, Cảm ơn các em Cảm ơn quý vị đã nghe những lời phiên nhũ Của một cô gái văn hồ Đã kém ăn học Cho nên lời văn nó không được hay Nếu con nói cái gì Có cái điều không đúng Xin các bậc trưởng thượng Từ bi tha thứ Kính Một cô gái văn hồ Đã hồi đầu hướng thiện Cái lá thơ của cô này đó Quý vị nhìn thấy Cô chỉ học tới lớp lớp 5 rồi cô nghĩ nếu cô sinh rào trong một gia đình mà may mắn mà cô được định cư tại Hoa Kỳ thì tôi nghĩ cô này cũng sẽ trở thành là những người nhân vật không thua gì những người mà đã thành công tại Hoa Kỳ phải không quý vị? Một người mới học tới lớp 5 mò cô bắt ốc mà viết được cái lối văn này. Nếu người này mà được học đại học thì người này không phải là cái người không lợi ích cho cho dân tộc Việt Nam. Mà hơn nữa cổ vẫn có cái tình thiêu thương. Cổ viết lá thư này để cậu đánh chuông cảnh tỉnh, kêu gọi những bậc cha mẹ đừng vì đồng tiền mà đi đưa những đứa nhỏ 13, 14 tuổi vào các đồng điếm và cảnh tỉnh lên những cái đứa gái ở Việt Nam đừng đua đòi để rồi trả một cái giá rất đắt. Và cổ nói nếu có kiếp sau, cổ vẫn thích lấy một người chồng chân lắm tay bùng. nhưng mà món quà tặng cho cổ chỉ là những trái ổi, trái cốc, những con ba khía nhưng mà bằng tất cả trái tim còn hơn là nhận hàng trăm đô la, nhận chiếc xe hơi để rồi chỉ là những lời giả dối và chỉ là món quà giải trí cho họ mà thôi. Thì quý vị, chúng ta thấy không? Dân tộc Việt Nam chúng ta nó đỏ đài đến mức này mà có nhiều người không bao giờ nghĩ tới. Và quý vị thấy, cổ nói khi mà cổ qua Campuchia, ở cái khu vực cầu Sài Gòn nào đó tôi không biết, mà toàn là những gương mặt Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, mà đi tiếp khách với những người Âu Mỹ mà tôi cách đây khoảng 5 năm 10 trước 10 năm tôi có coi những đoạn phim mà chính những cái giới bảo vệ nhân quyền bảo vệ cho những cái đứa trẻ mà không có bị ấu dâm đó họ lên án những cái người Mỹ những người Tây, người Âu qua đó để rồi mà mua dâm với những đứa trẻ và có họ đã à, cho những cái phóng viên mang những cái camera quý vị nhớ họ vô họ quay lén mà tôi đau lòng lúc đó là tôi thấy những đứa bé đó toàn là nói tiếng Việt Nam đó quý vị cũng là đất nước mình mà trước dịch trước năm 75 Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ ai đụng được tới cái cái tà áo dài của những cô gái Việt Nam thời Việt Nam Cộng Hòa thời Cộng sản đạo đức suy đồi cha mẹ thì đem bán con mình vào trong các đồng điếm để lấy tiền để mà sinh sống. Cho nên đây là một cái lá thư cảnh tỉnh mà sư phụ tán thán con. Và từ nay con cũng cứ đừng gửi năm chục ba chục qua cho sư phụ nữa. Vì con gửi cái lá thư này tức là con đã truyền một bài kinh địa tạng. Mình đã đi vào con đường đau khổ đó rồi. Mình đã đi vào con đường địa ngục đó rồi mình đã bước ra thì thấy ai bước vào con đường đó. Có cái pháp lực gì mà có thể ngăn cản được cái sự tàn phá của ma quỷ? Trong kinh Địa Tạng có cái đoạn đó phải không? Bồ Tát Di Lặc nói, Bồ Tát Địa Tạng nói, mình đã từ trong con đường đó đi ra rồi mà thấy ai đi vô thì nên phiên họ đừng có đi vô. Cô này xứng đáng là đệ tử của sư phụ. Và từ nay con nên để dành tiền lo cho em con lo cho cha con còn ở việt nam còn sư phụ cảm ơn con đã chia sẻ những kinh nghiệm đau thương của một cuộc đời của một cô gái giang hồ nửa đời hương phấn chúc con tìm được hạnh phúc bên người chồng malaysia niềm vui có chồng con đã có nhưng niềm vui làm mẹ được đứa con hữu hỷ có lẽ là con không được rồi trân trọng kính chào đọc lá thư này tôi cảm thấy nó buồn và bây giờ tôi trả lời những cái thư tín tại hoa kỳ một nhóm phật tử ở tại stockton gửi cho sư phụ thích thông lai thưa sư phụ quốc hội hoa kỳ là một nơi để đại diện cho dân chúng hoa kỳ làm ra các đạo lực bảo vệ tự do dân chủ cho dân Mỹ, mà lại tạo ra hiện trường giả, set up, cắt xén, chỉnh hình để hãm hại cả ngàn người dân vô tội ủng hộ cho ông Tổng thống Donald Trump. Hãm hại đảng đối lập đó là một tội đại hình cần phải bị tri tố trước pháp luật. Theo con hiểu mỗi cái người được bầu làm dân biểu của liên bang khi họ nhận chức Họ có tiên thệ trước tòa án là họ sẽ đại diện tiếng nói cho hàng trăm người dân ở trong cái tiểu bang của họ. Đại diện cho tiếng nói của dân chúng Hoa Kỳ là nơi làm ra các đạo lực bảo vệ tự do. Giờ này đảng Dân Chủ mà nhất là bà Nancy Bể Bến Xe, bà là cái người lập ra cái quỹ ban là ngày 6 tháng viên để mà đánh phá đảng Cộng Hòa, để mà trà đạp uy tín của Tổng thống Trump. Giờ này tại sao không thấy ông Mike Johnson lập ra một ủy ban để đòi hỏi lại công bằng cho ông Trung và cả ngàn người bị bắt. Theo con biết, những cái người mà phạm tội tại Hoa Kỳ, kể cả buôn bán ma túy cũng ở tù chỉ có năm 10 năm, đằng này họ đi biểu tình bất bạo động. Họ có, có quyền tự do speak. Họ biểu tình là một cái quyền được hiến pháp Hoa Kỳ tôn trọng. Rồi cảnh sát Mỹ do cái bà Policy để bến xe, bà mở cửa, đã được băng ảnh đưa lên mấy ngày nay. Đã là được cảnh sát mở cửa, rồi á đã được cảnh sát cho những cái đám côn đồ, mặc đồ, để trà trộn vào đó, đập phá, rồi để mà ghét họ tội từ 15 đến 20 năm tù. Gần cả ngàn người đang ở tù quan, trong đó có một số người Việt Nam đó thầy. Sau giờ này chưa thấy đòi lại công lý cho họ. Con xin thầy cho biết, không lẽ chuyện này lớn như vậy mà ông Mai Johnson và tất cả hệ thống luật pháp Hoa Kỳ để cho bà chủ tịch quốc hội bể bánh xe Nancy làm bậy, để cho tổ chức FBI, tổ chức cảnh sát tiếp tay để coi như hại đảng đối, thật, đối lập thì có khác gì là đảng Cộng sản Trung Quốc, đảng Cộng sản Việt Nam, đảng Cộng sản Bắc Hoa Kỳ đâu thầy trân trọng kính chào. Thưa quý vị, ở Hoa Kỳ đó không phải một cái chuyện mà lật lại một vụ án mà nó lẹ một ngày một đêm. Theo thầy được biết đó, là một cái bà dân biểu tên là Taylor Ring, bà nằm trong cái quỹ ban giám sát của quốc hội gồm có 6 người. Bà đã đệ nập một cái dự lực là làm lại một cái lực điều tra quỹ ban ngày 1 tháng 6, ngày 6 tháng Giêng năm 2020. Bà đưa ra một cái dự lực, bà nằm trong quỹ ban giám sát của hạ nghị viện truy tố tất cả những người phạm pháp. Nhất là cái quỹ ban ngày 6 tháng 1 trong đó là do bà Nancy Pelosi đứng đầu và trong đó có sự dính líu của cảnh sát, dính líu của FBI, dính líu của CA và dính líu của tòa án. Cho nên, quý vị yên chí đi, gần cả ngàn người bị kêu án từ 15 năm tới 20 năm, họ vẫn có luật sư. Và luật sư của họ đang làm việc đó quý vị, họ đang collect những cái phim ảnh. Cho nên, với cái thời này là không thể nào mà qua mắt được đâu. Ông Mai Johnson này, ông mới nhậm chức chưa đầy một tháng mà ông làm được những việc mà quý vị thấy không thể tưởng tượng được. Cho nên yên chí đi quý vị, chuyện đâu còn có đó. Và nhất là cái chuyện mới đây, cái nhóm mà AOC, cái nhóm mà The Squad, cái nhóm mà những cái đứa mà nó ủng hộ cho tổ chức khủng bố Hamas Palestine nó vào trong cái điện Capitol nó đập phá và nó đánh sáu cảnh sát bị thương chuyện này ông may johnson ông không cho chìm xuồng đâu quý vị yên trí quý vị biết luật pháp ở hoa kỳ nó kéo dài lắm và hiện giờ đó các luật sư quý vị có quý vị nghĩ bây giờ thân nhân của quý vị mà đang bị nhốt dưới án 15 năm 20 năm tù mà bây giờ nó lòi ra những cái cuốn phim nguyên thủy từ những cái camera an ninh mà do được quốc hội công bố ra bắp lít thì không lẽ luật sư họ là để yên hả thân nhân họ để yên hả? quý vị yên chí đi phải không và bây giờ tôi nói thẳng cái nhìn của sư phụ là đảng Dân Chủ đã mất định hướng rồi. Nó không có người lãnh đạo được. Tại sao mà thầy nói như vậy? Nó lộn cầm cào hết rồi. Trong cái ngày birthday đê, cách đây hai qua nay nè, của Joe Biden, cái lễ mà sinh nhật thứ 81, Obama đã không có gửi quà, không đánh điện và không chúc mừng. Tức là có sự rạn nứt. Tại sao vậy? Tại sao Obama bây giờ lại coi như là không có gửi điện, không tham dự và không có thiệp chúc mừng lễ sinh nhật của Joe Biden. Vì rõ ràng tới giờ này Joe Biden không có chịu, coi như tuyên bố là không có tái ứng cử. Mà không tái ứng cử thì chắc chắn là đảng Dân Chủ thua thê thảm, phải không quý vị? Cho nên Obama rất là giận Joe Biden. Vì giờ này vẫn còn tham quyền cố vị nhưng mà phải thông cảm vô Biden đình làm sao mà từ chức được mà tại vì ổng mà từ chức không tuyên bố ứng cử thì ổng sẽ bị coi như con ổng vào tù con ổng không được cái lá dù tổng thống của ổng là ở tù và ổng phải chờ làm cho tới cuối cùng tới cái ngày bàn giao chức vụ tổng thống cho tổng thống thứ 47 thì ổng mới ân xá cho ổng và cho con ổng nhưng mà quý vị biết không Từ đây cho tới ngày đầu tháng Giêng Toàn bộ gia đình của Joe Biden Gồm có thân từ Biden Anh em của thân tờ Biden 15-16 người kể cả cháu nội cháu ngoại Đều có trác gọi của quốc hội Để ra mà điều trần trước quốc hội Về cái tội mà tham nhũng đó quý vị Mười mấy người đã nhận được trác tòa của quốc hội rồi đó. Không có yên đâu nha cho nên đối với thầy bây giờ đó là quý vị từ từ mà coi ông mai johnson này ông hay lắm ông để cho dư lượng phản ứng mà quý vị bị tưởng yên hả dân chúng mỹ bây giờ mỗi một ngày nó gọi điện cho các dân biểu nghị sĩ về vấn đề mà coi như cái quỹ ban mà ngày 6 tháng 1 do bà Nancy bể bến xe điều hành đó cần phải được ra trước tòa án của công chúng Hoa Kỳ nhưng mà theo sự nhận định của thầy đó thì bà được cái quyền miễn tố vì bà là nhân vật thứ ba. Ba nhân vật được quyền miễn tố đó là Tổng thống Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Hoa Kỳ là Chủ tịch Quốc hội. Bà này đó, bà không có bị ở tù. Nhưng mà bà sẽ bị toàn thể dân Mỹ lên án. Một cái điểm mà quý vị để ý coi. Các cái bọn độc tài, đảng trị, gian ác, ngày tàn của nó, nó rất sợ dân chúng. thí dụ như bây giờ quý vị thấy ông Trump mà ông có xuống, hay là tổng thống Donald Trump, ông 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 Reagan ông Donald Trump vào Reagan mà ông có xuống đi nữa, thì bà con ông đi tới đâu cũng được hãnh diện, người ta vẫn khen tặng. con cháu của tổng thống John F. Kennedy mà có, ông đã hết quyền hành rồi, đi đâu người ta vẫn ca ngợi. vì á coi như cái sự mà anh hùng, cái sự gì tổ quốc phải không? Cũng như bây giờ quý vị thấy Tổng thống Ngô Đình Diệm Ngài đã đi nếu Ngài vẫn còn có con cháu Thì đi đâu người ta vẫn ca tụng Con cháu của Nguyễn Phan Nam Con cháu của Tướng Lê Dân Hưng à, Con cháu của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu à, Con cháu của Ngô Đình Diệm Hay là con cháu của Trung tá Cảnh sát Nguyễn Văn Long Trung tá con cho con cháu Đại tá Hồng Ngọc Cẩn Đi đâu cũng được người ta kính trọng Nhưng mà quý vị thấy những tên Cộng sản á nó đang thời thôi như thằng tô lâm nha bây giờ đang thời đó nhưng mà ngày nào nó thất sủng xuống á là kể cả những đồng chí cùng trong bộ công an cũng không thèm nhìn tới nó chứ đừng có nói gì cái đồng bào còn nó đi tới đâu là người ta cũng nghĩa là mạt sát và khi chế độ sụp đổ là người ta giết thẳng tay cho nên có một cái điểm lạ là những tên độc tài những cái tên tàn ác mà khi nó hết thời rồi đó thì kể cả những đồng chí đồng nghiệp của nó cũng chà đạp nó chứ đừng nói gì là nhân dân là kẻ thù của nó phải không cho nên quý vị yên chí đi không có cái chuyện mà ông mai johnson cho chìm xuồng đâu nha quý vị và một câu hỏi nữa của một số phật tử ở bên nhật tụi con là một số đệ tử của sư phụ ở bên nhật tụi con thấy cái tin là một chiếc tàu của úc nó đang di chuyển trong hải phận của nhật bản nó bị hư mái và nó cho ngừng lại và lúc đó nó, nó có đánh điện xin phép chính quyền nhật cho nó ngừng lại trong hải phận của nhật chứ không phải hải quân quốc tế để nó sửa chữa và lúc đó một số thủy thủ người nhái của tàu úc đã lặn xuống để sửa cái bộ phận hư hỏng à, ở dưới phần chìm của nước thì tàu của tàu cộng nó lại nhào lại nó dùng một cái loại mà chất nổ gì đó để mà nó bắn xuống tạo ra một cái sức ép làm cho một số thủy thủ của úc bị thương và phải lên không có sửa được như vậy tụi con thấy rõ là trong hải phận của nhật chủ quyền của nhật mà tàu cộng nó lại hung hăng chứ không phải hải phận quốc tế không phải hải phận đài loan hải phận của nhật mà nó dám vào đó để mà nó uy hiếp tàu của úc chuyện này như thế nào tại sao lại nhật lại hèn yếu mà để chuyện này như vậy con xin sư phụ dành chút thời gian trả lời cho con vấn đề này vì tụi con hiện tại là những người à, việt mà đang sống tại nhật tụi con có quốc tịch nhật à, báo chí nhật bắt đầu đăng lên thông tin này đang chờ phản ứng của thủ tướng nhật à, xin sư phụ cho biết nhận định của sư phụ như thế nào cảm ơn tụi con đã gửi lời cho sư phụ thật ra đó chính quyền của hoa kỳ với sự điều hành của Joe Biden quá yếu quá yếu cho nên đó, Tập Cận Bình coi không ra gì và Tập Cận Bình bây giờ đó ở trong nước là đang có sự sắp đảo chánh thất nghiệp năm sáu chục nội loạn sởi lên gấp nơi dân tàu cộng bây giờ không còn sợ công an tàu cộng cho nên tập cận bình đang kiếm một chuyện để đánh đánh một nước nào đó đánh thẳng như mỹ thì không dám đánh vì cái bộ quốc phòng của mỹ không phải do joe biden điều hành mà do một thế lực ngầm nào đó cho nên á, quý vị thấy không tổng thống hoa kỳ mà không sách được cái cập táp để mà bấm nút quyên tử đó là joe biden thì tập cộng nó đâu có sợ. cho nên á, hoa kỳ yếu tập cận bình sẽ coi thường và chính trong cái thời kỳ này ông joe biden có tội là làm cho uy tín của hoa kỳ đã mất mặt khắp nơi trên thế giới. Cho nên quý vị thấy, sau cuộc họp thượng đỉnh của khối APEC là Tập Cận Bình đã coi Joe Biden không ra cái gì hết. Cho nên cái chuyện này như mà Nhật Bản còn yên chí đi, nó sẽ có phản ứng. Nước Nhật không bao giờ nó sợ Tàu Cộng hết quý vị nhớ. Trong lịch sử, Tàu Cộng chưa bao giờ đánh thắng được Nhật một trận nào hết. Đó, cho nên yên chí đi, nó sẽ có phản ứng nhật bản nó sẽ có phản ứng trong vấn đề này nha cho nên đó, bây giờ đó là thầy cũng trả lời một câu hỏi nữa rồi sau đó thầy sẽ tạm ngưng vì thầy chuẩn bị lót đinh đồ đạc cùng thầy tệ minh chở máy đèn chở điện chở những đồ đạc thầy tệ minh ông đi một chuyến quá mệt từ ở dưới à, miền Nam Cali ổng chạy lên đây cho nên bây giờ cho ổng nghỉ và chút nữa là sư phụ với ổng lót để mà chuẩn bị ngày mai để trở về có mặt ở dưới miếng đất Phật lãnh tôn thắng để cùng với đệ tử săn tay để mà xây dựng nha à, sư phụ phải về để mà đưa máy đèn đưa những cái máy điện để xuống dưới để mà rên cho cái khu vực mà Phật đánh thông thắng thì trở lại có một câu hỏi nữa thầy trả lời là bạch thầy có phải là do thái đã đồng ý thỏa thuận à, nhận lấy 50 con tin của do thái bị bắt từ tổ chức khủng bố hồi giáo hamas để trả lại 300 con tin người palestine bị tho do thái đang giam giữ và có một cuộc đình chiến kéo dài 4 ngày tin đó có đúng hay không xin sư phụ cho tụi con biết một nhóm phật tử đang sống tại houston texas Thưa quý vị, đó là cái áp lực liên hiệp quốc nó đòi hỏi do Thái phải trao đổi con tin. 300 người Palestine đang ở trong nhà tù của Do Thái đổi lấy 50 con tin bị tổ chức khủng bố Hồi giáo Hamas bắt và phải có cuộc ngừng chiến 4 ngày đó là cái sự áp đặt của liên hiệp quốc và nhóm cánh tả nhưng không phải là lập trường của Do Thái. Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Do Thái ngày hôm qua đã có nói phải trả hết hai trăm mấy chục con tin trước khi mà nói chuyện đình chiến vì Do Thái không là phải là cái nước đi đem quân đánh Palestine cho nên không có cái sự mà đàm phán Do Thái là nạn nhân bị tổ chức hồi giáo tấn công trước vào ngày 7 tháng 10 và Do Thái chỉ tự vệ để là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ sinh mạng của thường dân. Cho nên cuộc chiến đấu này là cuộc chiến đấu bảo vệ và do Thái không có coi như thương lượng, thỏa hiệp với cái tổ chức khủng bố. Ngày nào mà tổ chức khủng bố Hamas còn giữ 250 con tin, ngày đó do Thái không có đàm phán. Cho nên quý vị biết rằng do Thái không bao giờ chịu coi như xích phai là ngưng bắn vì ngân bắn tức là đầu hàng và không thương lượng, thỏa hiệp với tổ chức khủng bố Hamas. Đó là lập trường cứng rắn của Do Thái. Và theo sự hiểu biết của sư phụ, không bao giờ Do Thái coi như bị Joe Biden áp đặt đâu. Do Thái có cái lập trường của Do Thái. Quý vị nhớ ngày mới lập mất năm 1948, Do Thái chỉ có 20.000 người từ các trại tập trung trở về lập quốc do cái sự giúp đỡ của Anh quốc và Hoa Kỳ năm 1948. Năm 1945, đệ nghị thế chiến chấm dứt mới 3 năm sau, 20.000 người Do Thái từ các nơi trở về, từ các trại tập trung. Họ trở về từ các nước như là chúa chấp họ như là Ba Lan, như là Liên Xô, như là Hoa Kỳ, như là Anh quốc. Chỉ có 20.000 người, lúc đó quân đội của họ không có, chưa được tới 1.000. Nhưng lúc đó 165.000 quân đội của các nước Ả Rập nhào lỡ tiêu diệt họ. Vậy mà 20.000 người dân trở thành 20.000 tay súng để mà chiến thắng cuộc chiến năm 1948. Rồi năm 1967, lúc đó là họ đã lập quốc được gần 10 năm. Họ đã đấu lại một cái đội quân của khối Ả Rập, khối Hồi giáo là trên 300.000 người. Lúc đó quân đội của họ chỉ có 2 triệu người hồi giáo lúc đó hàng trăm triệu người. Vậy mà họ là chiến thắng cuộc chiến năm 1967 và tới một chiến năm 73 họ cũng chiến thắng. Cho nên bây giờ người Do Thái rất là mạnh luôn quý vị ơi. Họ mạnh chỉ thua Hoa Kỳ mà thôi. Và tinh thần của họ thì hơn cả nghĩa là những người lính Hoa Kỳ nữa và đồng thời họ có một thủ tướng tài giỏi gấp trăm ngần gần chủ tổng thống lú lẫn vô Biden. Nha. Cho nên á Tổng thống Biden là một tổng thống tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Và đó là cái nhục mà chúng ta giờ này, chúng ta đừng nói chúng ta là người Việt Nam. Chúng ta, người nào có bắt bo Hoa Kỳ, người nào đã từng tiên thể trở thành dân chúng Hoa Kỳ. Cho nên chúng ta có nhiệm vụ phải bảo vệ cái tổ quốc của chúng ta. Chúng ta phải sử dụng lá phiếu, mặc dù cái hệ thống của sư phụ nhỏ lắm. Chỉ có 5-10 ngàn lá phiếu thôi. Nhưng mà không phải chúng ta không thể nào quay lưng. Chúng ta không thể nào bầu cho bọn dân chủ. Chúng ta phải sử dụng lá phiếu. Nhớ kỹ. Chúng ta chờ. Từ đây tới tháng Giêng, bàn cờ đã được ngã ngủ. Tôi nói từ đây tới tháng Giêng, những Phật tử Việt Nam nghe đây, tại sao tới tháng Giêng, ngày nào mà đảng Cộng Hòa đã đưa ông Trung đại diện cho đảng để tranh ghế tổng thống, ngày đó là bàn cờ đã ngã ngủ. Bây giờ chỉ mới có ông Mike Johnson Nhưng mà mới có 50% Ngày nào mà đảng Cộng Hòa Đề cử Tổng thống Donald Trump Ra Đại diện cho đảng Cộng Hòa Tranh cái ghế Tổng thống của nhiệm kỳ 2000 coi như 24 Sẽ 2028 Thì ngày đó Bàn cờ thế giới sẽ thay đổi Tất cả mọi sự thay đổi Sẽ diễn biến vào cái tháng giêng này Đó quý vị Hiện giờ ông Trump thắng hết trong các cuộc mà thống kê. Nhưng chờ cho khi chính thức được đảng Cộng hòa đề cử thì ngày đó là cái ngày vinh quang cho dân tộc Hoa Kỳ. Ngày American Rick Again. Và ngày đó nước Việt Nam cũng sẽ có cái chen được tự do dân chủ. Nhớ kỹ nha. Những cái gì mà tôi nói nãy giờ trên cái làn sóng này là tôi nói cho đệ tử của tôi đệ tử của hệ thống chùa Tầm Nguyên do tỳ kheo thích thông lai giáo dưỡng, đệ tử ở trong Việt Nam và đệ tử ở Hoa Kỳ. Nhớ kỹ những lời nói của tôi, những nhận định của tôi, những trả lời thư tín của tôi là trả lời cho đệ tử của tôi ở Việt Nam và tại Hoa Kỳ. Và cái mùa bán lẻ này là cái mùa quyết định của kinh tế Hoa Kỳ. Quý vị, theo thống kê mà của tất cả các cái chỗ mà cơ quan mà thống kê về kinh tế đó thì họ nói rằng black friday chỉ còn có bữa nay là thứ tư rồi phải gì ngày mai là thứ năm sau đó thứ sáu còn có ba ngày là tới black friday là cái ngày quyết định quý vị nhớ mỗi năm trước thời kỳ của donald trump trong cái ngày lễ mà sau lễ phục sinh black friday làm nó bán trong cái ngày black friday đó là tất cả các cửa hàng nó on sale là nó bán cái thu về nó bằng cả 9 tháng bán lẻ trong một năm mà chỉ cần ngày Black Friday cái mùa tháng ghi vinh là nó thu về cái cái tiền lời đó mà mùa này tại sao không có thằng nào dám mà là tuyên bố Black Friday lớn vậy vì nếu mà mở cửa Black Friday là cái tụi quậy phá của đảng dân chủ à nó sẽ nhào vào nó ăn cốp hết cho nên á, dân chúng đi ca kỳ bây giờ thấy những cái hình ảnh là những chiếc xe của tụi Amazon mà Amazon là ủng hộ cánh tả mà còn bị ăn cốp. những cánh cánh xe chở hàng của từ FedEx, những chiếc xe đã bị ăn cướp và những cái người Việt Nam, những người Mỹ đi chợ đẩy ra trên cái xe đi chợ vừa lót hàng lên xe mình nó vẫn ăn cướp. Cho nên cái Black Friday năm nay là cái mùa thiệt hại kinh khủng cho kinh tế Hoa Kỳ. Và sau cái lễ này tới ngày tháng 12, 31 tháng 12 là ngày tổng kết kinh tế Hoa Kỳ sẽ đi vào suy si thoái nền kinh tế hoa kỳ sẽ đi vào suy si thoái hay không là sau cái mùa lễ mà thấy kỳ vinh này hiện tại các công ty họ không dám họ nói giờ mở cửa kiểu mười lát d mà giống như mọi năm trước là nó sẽ vô nó ăn cắp hết chứ không buôn bán được bây giờ lẻ tẻ chỉ có vài người vô mà những cái security còn không bảo vệ được với cái lực của joe biden thì tới cái ngày mở cửa cho hàng ngàn người vô nó sẽ ăn cắp trắng hết cho nên năm nay cái Black Friday nước Mỹ không ăn xài và nó sẽ tàn phá nền kinh tế Hoa Kỳ. Joe Biden và đảng Dân Chủ cánh tả tàn phá Hoa Kỳ thì có nghĩa là tàn phá cả thế giới. Mà ai được lợi, tàu cộng được lợi. Khối khủng bố được lợi. Phải không quý vị? Nhớ kỹ đảng Dân Chủ do sự điều hành của Joe Biden không phải để bảo vệ nước Mỹ mà tàn phá nước Mỹ. Mở cửa tan quan biên giới, nhận tội phạm, nhận khủng bố, lạm phát tăng trưởng và phiến khích tội phạm và không có ai mà dám mở cửa black friday đâu black friday năm nay là một tiếng chuông báo tử cho nền kinh tế hoa kỳ và quý vị lắng nghe mà khi hoa kỳ đã không xài dân hoa kỳ không xài thì các nước không thể nào mà bán hàng được tây âu cũng chết đông âu cũng chết á châu cũng chết và tàu cộng cũng chết cho nên chết chung đó quý vị. Cho nên tôi chiến lược Hoa Kỳ, tôi chính phủ ngầm nó khi nào mà nó đề cử nó bật đèn xanh để cho ông Trung vào trong danh sách mà ứng cử viên là còn hòa là lúc đó chúng ta biết gió đã đổi chiều 100%. Trân trọng kính chào và nhớ những lời nói của tôi là nói cho đệ tử tôi ở Việt Nam và ở khắp nơi ở hải ngoại. Trân trọng kính chào.